Thưa quý khán giả, sáng, trưa, chiều, tối, bất cứ một khoảng thời gian nào thì Quỳnh Loan cũng đều thấy loại thức uống được nhiều người lựa chọn ở các hàng quán đó chính là cà phê. Và chắc hẳn rằng quý khán giả cũng thấy giống như tôi đúng không ạ? Và hiện nay, rất khó có thể thống kê được là có bao nhiêu đơn vị sản xuất cà phê bột. Chỉ biết rằng lượng cà phê và lượng người uống mỗi ngày là rất lớn. Thế nhưng có một lượng không nhỏ cà phê đang được chế biến bằng bắp và đậu nành, rồi còn tẩm ướp thêm ở bên trong đó là quá chất, sau đó tung ra thị trường. Điều này chắc hẳn ai cũng từng nghe qua, nhưng trong chương trình ngày hôm nay không chỉ là nội dung phản ánh về thực trạng đó, mà còn rất nhiều điều giúp ích cho chúng ta. Mời quý khán giả cùng tìm hiểu ngay sau đây. Cà phê là thức uống khá phổ biến và trở thành nét văn hóa ẩm thực không chỉ của người dân thành phố Hồ Chí Minh mà còn của nhiều tỉnh thành phố trên khắp cả nước. Do nhu cầu cao cùng với sự quản lý lỏng lẻo chất lượng đầu ra nên một số các cơ sở hám lợi đã dùng hóa chất để lừa dối khách hàng. Ngoài việc trộn bột bắp, bột đậu nành rang vào cà phê bột, người ta còn cho cả hóa chất vào thẳng cà phê để hô biến cà phê bẩn thành cà phê sạch. Không chỉ dừng lại ở đó, sự việc một xưởng sản xuất cà phê tại tỉnh Đắk Nông đã trộn pin vào cà phê như hồi chuông báo động gây hoang mang tột độ cho người dân, đặc biệt là những người yêu thích, đam mê loại đồ uống này. Những cái người bán lại đường thì có một số bán cà phê là không có sạch. Nên mình không có tự tin để mua cà phê đó uống, cũng có thể là bị đau bụng hoặc là bị những cái triệu chứng khác. Trước đây thì anh Ngọc đã từng uống phải những cái loại cà phê bán vỉa hè đúng không? Đúng rồi, nó tầm một ly có 10.000. Mà uống thì có thể là không đảm bảo cái sức khỏe với vệ sinh cho mình. Quá chất á thì nó ra thành cái màu đen mà bọt nó thì bọt trắng rất nhiều. Nên uống nó không có mùi vị, nó chỉ có những cái mùi khác thôi. Nhưng mà bây giờ anh thấy là cái tình trạng cà phê dở bây giờ có nhiều không? Dắt ra nhiều. Cả lề đường giờ đi từ quận này quận kia là đều có hết. Cà phê bẩn, nỗi lo của tất cả người tiêu dùng yêu thích món đồ uống này khi hàng ngày phải sử dụng các loại cà phê mà họ không biết được nó có sạch hay không. Vậy người tiêu dùng phải làm gì và làm như thế nào trước hàng loạt mối nguy hại đó? Chúng ta hãy cùng trò chuyện với một chuyên gia cà phê để tìm hiểu rõ hơn về cà phê sạch, cà phê bẩn và cách phân biệt chúng. Trước những ma trận cà phê dởm được bày bán tràn lan trên thị trường, để thưởng thức được một ly cà phê ngon và đảm bảo sức khỏe, thì quý vị cũng nên lưu ý một vài thông tin bổ ích sau đây. Tình trạng cà phê bẩn, cà phê hóa chất hiện nay thì nó là một cái hiểm họa đối với sức khỏe con người tiêu dùng. Và đó là một điều mà mình phải nói là một cái tiếng báo động, mình báo động cho tất cả những người sản xuất cà phê, họ nghĩ lại lương tâm của họ. Bây giờ mình phân biệt thì mình sẽ lấy cái nước nóng cỡ chừng 90 độ là được rồi. Mình cho vô một cái ly. Bột cà phê mà nguyên chất thì nó chìm rất là chậm. Cái bột nó sẽ là nó nhẹ, nó là thân gỗ, cho nên cái gì nặng nó mới chìm rất là chậm. Đó, thấy không? Và nó tan từ từ. Cà phê thật nó sẽ giải phóng oxy á, cho nên nó cũng sẽ nổi cái bọt lên. Nếu mà mình đổ nước nóng vô trong cà phê, trong cái ly cà phê, nó chỉ sủi bọt khi mình đổ vô. Cà phê thật nó sẽ nở bồng lên, nó nở từ từ. Còn cái này nó không có nở gì đâu nha, nó cứ nằm phẳng lì ra thôi. Mình ngửi nè, mình nghe được cái mùi hương liệu hóa chất, hương liệu rất là rõ ràng, rất là hắc. Ngửi lâu thì có thể nó nhức đầu á, ngọt tim với cái mùi này. Còn cái mùi này mình nghe nó rất là rõ ràng, mùi trái cây, nhiều khi nó có mùi gia vị nữa, mình sẽ nhận ra được nè. Khi mua cà phê đừng quá đặt nặng về vấn đề giá rẻ mà hãy quan tâm đến sức khỏe của mình trước tiên. Vì cà phê giá rẻ thì chắc chắn không thể nào là cà phê chất lượng. Có một điều đáng lưu ý nữa, khi có nhu cầu uống cà phê thì chúng ta nên mua cà phê rang chưa xay và yêu cầu xay tại chỗ là tốt nhất, hoặc là nên dùng cà phê quà tang nếu như không xác định được chất lượng của cà phê mà mình mua. Và đến đây, Góc nhìn đa chiều cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.